Hello, xin chào các bạn đã đến với tập 2A Kon Tum Quảng Ngãi. Thì bây giờ hiện tại mình đã vào địa phận tỉnh Kon Tum. Mình xuất phát từ Pleiku vào lúc 7:30 sáng. Thì từ Pleiku đến tỉnh Kon Tum là vào thành phố Kon Tum luôn nha, là khoảng 47-48 km gì đó. Thì mình thì nếu mà chạy nhanh thì tầm khoảng trong 40 phút đổ lại. Đây, cổng chào vào Kon Tum ha. Thì tình hình giao thông buổi sáng thì mật độ xe cũng không nhiều lắm, rồi đa số các phương tiện thì đều chạy đến Kon Tum cũng khá là nhiều. Ở Kon Tum thì chúng ta biết là có địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, đó là Măng Đen. Từ Kon Tum mà đến Măng Đen thì tầm khoảng 50 km nữa, thì coi như là nếu mà chúng ta đi thẳng từ Sài Gòn mà lên đến Măng Đen là tầm khoảng hơn 600 cây. Nếu mà các bạn đi xe khách thì thường là xuất phát vào, thường là đi giường nằm á, chạy xuyên đêm thì tới sáng thì chúng ta cũng có thể đến Măng Đen. Còn nếu mà đi phương tiện xe máy thì nên chia ra thành hai chặng, thì chúng ta nên chạy đến, thì theo mình á thì nếu mà đi hai chặng thì ngày đầu chúng ta nên đến Ban Mê Thuột, coi như là cũng tham quan chơi nghỉ ngơi, rồi ngày hôm sau chạy thẳng ra được Măng Đen luôn, thì coi như là trung bình mỗi ngày chúng ta chạy hơn là 300 cây. Còn mình thì đi đến Măng Đen thì mất khoảng hai chặng trước đó, là một chặng đi ở Bình Phước, rồi chặng hai là lên Pleiku, là cũng mục đích muốn tham quan thành phố. Pleiku thì cũng mới lần đầu, do là cũng mới lần đầu đến đến đây. Nếu mà lần thứ hai mình có đến Măng Đen thì mình cũng sẽ chạy theo cái kiểu mà như nãy mình nói, ngày đầu đến Ban Mê Thuột, ngày hai là hẳn lên đến Măng Đen luôn. Và đây thì khi hồi nãy là vào địa phận tỉnh Kon Tum thôi, còn đây là đường dẫn vào thành phố Kon Tum á. Từ đường làm rất là mới và vắng xe chạy lắm, còn như tới đây thì tha hồ mà chúng ta có thể kéo hết ga được luôn. Thì từ mà Pleiku lên đến Kon Tum thì chúng ta cũng dọc theo cái tuyến quốc lộ 14, thì trên đường đi mấy bạn cũng cẩn thận, là cũng có một số chốt cảnh sát giao thông nha, nhưng mà vào đến trong thành phố này thường là vắng, thì do đường rất ít xe chạy cho nên là đôi khi có một số đoạn cát nó tràn ra như thế này, chạy cũng cẩn thận nha để tránh bị trơn trượt. Thì khi mà chạy hết cái con đường này, nó sẽ dẫn vào một cái cây cầu có tên là cầu Đắk Pla. Thì cái cầu này là nó dẫn vào thành phố Kon Tum. Đây, qua Bồn Bình này là sẽ vào cái cầu đó. Cái cầu này cũng chạy đã lắm mấy bạn. Thì đầu tiên á, là mình đến Kon Tum á, là cũng dừng chân để tham quan nhà thờ gỗ. Mấy bạn xem trên thông tin và về Kon Tum á, thì nhà thờ gỗ này cũng là một trong những cái điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố. Thì nhà thờ gỗ này nó là một cái kiến trúc mà coi như được xây dựng hoàn toàn làm bằng gỗ luôn. Tí nữa mình cũng sẽ có nói sơ qua về địa điểm nổi tiếng nhà thờ gỗ này ha. Đây, đây là cái cầu Đắk La mà nãy mình nói tới đó. Cầu này cũng khá là dài. Ở đây chắc cũng dân số ít nên thấy cũng ít người qua lại quá, nên chạy cũng rất là thoải mái. Tính ra mình thấy hình như Kon Tum nó còn nhỏ hơn cả Pleiku nữa. Ở Pleiku coi vậy chứ xe chạy cũng khá là nhiều á, còn quay tới đây thì trắng tanh nè. Thì từ trong đoạn này khi mà chạy vào rồi rẽ trái, rồi mình chạy qua một con đường đất nữa là nó dẫn tới chỗ nhà thờ gỗ rồi. Thì nhà thờ gỗ này còn gọi là nhà thờ chánh tòa Kon Tum. Thì vừa mới qua hết cầu á, rồi mình để ở đây, rồi sau đó đi vào, thì theo Google Maps thì nó chỉ đi dọc hết cái con đường này á, sau đó băng qua một cái giống như một cái đường hẻm nhỏ rồi, rồi nó sẽ dẫn ra cái đường lớn là tới ngay nhà thờ. Từ đây đến nhà thờ tầm khoảng còn 5 cây gì đó. Đây đó, chạy hết cái con đường này là sẽ tới nơi rồi. Đường này nó đường đất, chắc chưa có được đầu tư làm đường nhựa, mưa mà vô đây là cũng hơi lầy lội.
Thì lúc mà mình tới đây thì thấy cũng có một số chỗ đó nó sũng nước như nó trơn trơn như thế này. Thì trong cái phần mà tập này á, mình cũng chia ra phần A, B, C, tại vì do cái thời lượng mà trong cái chặng mà đi Kon Tum ra Quảng Ngãi rồi đến Quy Nhơn thì nó cũng rất là dài, nên nếu mà mình cố gắng mình làm một cái video thì nó dài hơn 1 tiếng mấy là coi nó cũng hơi quải lắm mấy bạn. Cho nên là trong tập 2A này á, mình tập trung chủ yếu nói về cái chặng mà đi từ Pico lên Kon Tum rồi đến Măng Đen thôi. Thì chắc phần tập 2B mình sẽ nói về tới cái phần mà đi đèo Violắc nó dẫn vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Đó, thì sau khi mà chạy hết cái tuyến đường, cái đoạn đường đất nãy á, thì nó vào đường chính như thế này. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là cũng rất là nhiều người, coi như giáo dân ta cũng đi lễ và cũng rất là nhiều du khách đến tham quan nhà thờ chánh tòa này. Đó, đến nơi rồi đó mấy bạn. Đó, đây nhà thờ gỗ Kon Tum ha. Rồi mình cũng sẽ thuyết minh nói sơ qua về cái địa điểm này cho mấy bạn nha. Và đây nhà thờ chánh tòa Kon Tum. Hồi thế kỷ 19 khi người Pháp đến từ Quảng Ngãi lên đến Kon Tum để truyền giáo thì ban đầu họ có dự tính là xây một cái nhà thờ bằng gỗ và tre, nhưng về sau do số lượng giáo dân tăng lên nên một linh mục người Pháp đã đề nghị xây một nhà thờ lớn mang kiến trúc của Roman và kết hợp với kiến trúc của người bản địa là người Ba Na, và chất liệu là xây dựng nên nhà thờ này đều làm bằng gỗ sến đỏ, nó rất là chắc chắn. Ngôi nhà thờ này được hoàn thành vào năm 1918, thì đến giờ nó cũng đã hơn 100 năm và kiến trúc của nó vẫn vững chắc cho đến giờ, chưa hề bị mục nát. Phía bên trong nhà thờ khuôn viên cũng rất là rộng và cũng có nơi mà cho du khách ngồi đi dừng chân uống nước hay là các quầy lưu niệm. Thì vào ngày mình đến đây là ngày chủ nhật mà nhà thờ khóa cửa với bên trong giáo đường nên không có tham quan được bên trong. Còn hình giáo đường nội thất bên đây là mình lấy trên wiki xuống đó mấy bạn, cho mấy bạn xem bên trong nội thất nhà thờ như thế nào. Và sau khi đến đây thì dừng chân khoảng 15-20 phút thì mình tiếp tục đến Măng Đen. Thì đường đến Măng Đen á, cái đoạn đầu của nó đẹp lắm, nhưng mà lúc đó mình không có bấm máy, mình không có quay được cái cảnh đó. Thì cứ chạy thẳng dọc theo quốc lộ 24 và mấy bạn tầm 50 km là vào Măng Đen thôi. Thì sau khi qua cái đoạn đường mà giống như là xuyên qua núi cũng đẹp lắm, thì vào cái trong cái chỗ giống như là thị trấn như thế này nè, thì đường đây á, nó hay quẹo quanh co khá là nhiều, và chưa kể đây là khu dân cư, vào ngày chủ nhật thì cũng rất là nhiều trẻ em cũng hay qua lại người dân bên đường nữa, nên các bạn đi cũng cẩn thận cái điểm này nha. Và sau khi chạy hẳn đường đến đây á, thì nó sẽ tách ra làm hai, một bên là chúng ta sẽ đi cái đường cũng đẹp lắm, còn một bên là theo Google Maps á, là dẫn vào đèo Măng Đen. Thì mình cũng muốn khám phá cái chặng đèo Măng Đen này cho nên mình rẽ phải khi mà đi đến cái chỗ ngã ba đó. Các bạn đi thẳng đường này các bạn sẽ thấy ngã ba đó. Ừ. Thì nếu mà đi đường bên trái thì nó cũng dẫn vào Măng Đen mà đường sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ừ. Còn nếu mà đi bên phải nó dẫn vào một cái thị trấn nhỏ và sau đó vào đến cái đoạn này là đèo Măng Đen trên Google Maps ghi á. Thì cái đoạn này mình thấy nó giống như là một cái đường mòn dọc theo triền núi hơn. Đi đoạn gọi là đèo nhưng mà mình thấy nó thiếu nhiều cái gọi là biện pháp an toàn lắm, như là ta luy thì hầu như là không có, với lại không có vạch kẻ đường như mấy bạn thấy nè đó, cùng lắm rồi có một đài đoạn ta luy nhỏ thôi. Cảnh nhìn ở dưới thì cũng rất là đẹp nhưng mà cái đường thì do là nó hẹp, góc khuất nhiều và hoàn toàn không có gương cầu để mà chúng ta có thể nhìn qua bờ hướng bên kia. Cho nên chạy trong đây mấy bạn nên duy trì chạy số thấp và đi chậm từ từ thôi, tại vì cũng có một số xe máy nó đi hướng ngược chiều và hoàn toàn hai bên khuất nhau, không có thấy, chạy nhanh thì có thể sẽ xảy ra va chạm lắm. Mà mình để ý thường thường những cái tuyến đường như thế này hầu như là dân địa phương đi không à.
cái gì, tại thấy họ chạy hào hào hào, người địa phương người ta quen cái vùng đất của họ rồi, mình là du khách thì đến đây là lạ, tốt nhất chúng ta nên đi chậm, đặc biệt là đèo, nếu mà những cái đoạn đèo mà nhỏ hẹp như thế này. Đi dọc đường thì nó cũng có một cái số cái nước mà trên vách đá giống như là suối nhỏ rồi đó, chảy ngang qua nhìn cũng khá đẹp đó. Còn cảnh ở dưới thì là từ trên núi nhìn xuống thôi, nếu bạn có dịp này chạy ra đây thì cũng trải nghiệm thử, tại do camera mình gắn trên ghi đông nên nó chỉ có nhìn hướng trước phía trước rồi, chứ không có nhìn qua được dưới chừng đồi chừng núi nó như thế nào. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, cảnh đây nhìn xuống đẹp lắm. Có một cái lưu ý là chạy cẩn thận thôi, giống như nãy mình nói có một số đoạn đó thì cát nó rất là nhiều như thế này. Cát rồi đá rồi có một số chỗ lồi lõm ổ gà, đi vào đây thì xe máy thông thường thì đi cũng ok thôi, nét bike cũng được, cruiser thì hơi khó khăn một chút. Còn đối với touring thì đi cái chặng này cũng chua, ADV thì đi ở đây là coi như là ngon rồi, nhưng mà ADV nhỏ nhỏ cỡ Vezip 300 hay là CB500X hạng trung thì được, nhưng mà đi mà cỡ như Gãi Đai, Emre Kasi thì mình thấy có một số đoạn cũng sẽ chở hơi khó, nhưng do nó hẹp lắm. Vô cái đoạn đèo này đi cũng mấy lần mình cũng hơi bị giật mình do cái xe ở trên phía bên kia nó nhào ra đó, như mấy bạn thấy mấy cái khúc quanh này không, nó không có cái gương cầu, mình cũng không có thấy được bên kia có ai chạy tới hay là gì không, nên tốt nhất cứ đi cẩn trọng một cách từ từ. Thì khi mà chạy hết cái đoạn đèo này á, nó sẽ dẫn vào một cái cánh rừng nhìn rất là đẹp luôn á. Mấy bạn có thể, nếu mà mấy bạn đi bằng cái hướng mà đường lớn song song ở đây á, thì nó cũng dẫn tới cái chỗ đó thôi, ngay cái cổng chào mà khu du lịch Măng Đen á. Đó, rồi mấy bạn rẽ phải. Nãy mình dừng xe đó mà mình chụp hình mấy bạn, thì mấy cái chỗ nào mà mình dừng lại mình chụp thì mình cắt bớt đó. Rồi mình cũng tiếp tục đi ơi. Thì trong những cái mà video sắp tới cũng có về đường đèo á, thì cũng đôi khi do dọc đường mình chạy mình cũng hay dừng mình chụp hình, nhưng mà những cái phần lúc mà mình đứng dừng mình chụp lại á, mình cắt bớt thôi khoảng thời gian mà mình dừng đó. Vào đến đây thì cái thời tiết nó cũng khá là mát mẻ, là dao động tầm khoảng 27-28, không có nóng. Tuy rằng nắng thì cũng có đó, nhưng mà tới đây thì mát lắm. Coi như là cái chặng mà đi Pleiku Quang Tum thì thời tiết rất là dễ chịu. Đó, những cái đoạn mà quanh co nó cứ như cái khúc quẹo rồi nè, lưu ý. Thì mình chạy tới cái khúc mà gần quẹo á, mấy bạn giảm tốc đi từ từ thôi, với lại cũng để ý nghe coi phía cái hướng mà đối diện mình á, có tiếng động cơ hay là xe nó chạy xuống không. Đó, có chỗ này nó có dụng nước, đó là một cái suối nào trên cái vách đá nó chảy xuống nó tụ lại chỗ đó. Đó, như mấy bạn thấy nãy giờ chạy phần lớn coi như là cái phía bên tay phải là cái gè gè vực á, cũng không có ta luy hay rào chắn gì hết trơn đó nha. Mình chạy cứ bám vô cái đường nhựa là đi ở giữa hoặc là sát sát là được rồi, đừng mà đừng sát quá rồi. Vì cái đoạn đèo này nó dài chừng khoảng gần 10 km đó, xe nhào ra lúc đó là mình cũng hơi bị giật mình luôn.
Nếu mà thông thường chúng ta mà thuê tour du lịch mà chạy xe khách á, thì chắc cũng là bảo đảm là không có đi vô mấy chỗ như thế này đâu, tại đường nhỏ quá. Hoặc là chúng ta có thể thuê xe máy tự chạy đi cũng được. Bởi vậy có lợi thế mà khi chúng ta có xe riêng mà đi phượt á, chúng ta có thể khám phá những cái ngách, những cái ngõ như thế này. Cũng thú vị lắm mấy bạn, vừa luyện tập được kỹ năng mình chạy xe mà vừa mà chủ động được thì chúng ta có thể thích thì dừng lại chúng ta chụp hình hay là tham quan cảnh này nọ kia. Bởi vậy sau này về đi du lịch mình thích chạy xe mô tô đi phượt hơn, đi tour theo xe khách là như vậy. Nhưng mà mấy bạn chúng ta cũng phải có một cái việc mà coi như là luyện tập cái chạy xe đường dài ban đầu, giống như tập 1 mình cũng có chia sẻ với bạn á, tập làm quen với cái việc chúng ta chạy đường trường trước rồi đó. Những cái tình huống mà như hồi nãy đó, cũng khá là nguy hiểm. Thì khi mà cảm giác mấy bạn cứ bình tĩnh né qua một bên thôi, chứ đừng có tăng ga hay là bẻ cua gắt quá hay là tự té hay kia. Một số người có cái một số cái tình huống tai nạn dẫn tới là cũng do thắng quá gấp hoặc là kiểu như giật mình á, mất phương hướng rồi lạc tay lái rồi dẫn tới đổ ngã xe. Với vậy cái kỹ năng mà mấy bạn chạy xe phải quen với cái con xe của mình, cái là chạy trong phố chúng ta phải là kiểu như là đừng có để mà xảy ra mấy cái ngã xe, mấy cái trượt á, hay té mà gọi là nó hơi sàm á. Thì lúc đó ra đường trường ấy, thì những cái việc này hay là những cái tình huống đó thì nó cũng không phải là cái vấn đề gì lớn lắm. Nên tới đây là coi như là hết đèo Măng Đen rồi đó mấy bạn. Chạy hết đường này nãy như mình nói là nó sẽ dẫn vào một cái khu rừng. Chạy hết cái đoạn khu rừng đó là sẽ dẫn vào ngay cái cổng chào khu du lịch Măng Đen luôn. Thì đến Măng Đen cũng có nhiều cái điểm chúng ta du lịch, thí dụ như là điểm săn mây Con Plong hay là những cái thác nhỏ, hoặc là nổi tiếng nhất là trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen. Thì mình cũng có ghé vào trung tâm hành hương rồi cũng có dạo xung quanh Măng Đen, và nổi bật là cái con đường mà quốc lộ 24 từ Măng Đen nối ra Quảng Ngãi coi như là rừng thông luôn á, nhìn thơ mộng lắm. Đây đó, có một nhóm bạn thì những nhóm bạn đó mình thấy cũng là dân Sài Gòn lên đi phượt luôn á. Đây là cái cánh rừng mà nãy mình nói rồi bạn. Đây tới coi đây coi như là hết cái đèo rồi, vào bên trong sâu á là cái không khí coi như là mát dịu hẳn luôn rồi. Cảnh thì nó rất là hoang sơ. Đấy, chúng ta vào cái đoạn mà xuyên rừng rồi đó. Mấy bạn trẻ bên đường dừng chân chụp hình các kiểu. Chờ xíu mình dừng xe mình chụp hình cái cụm đường, đoạn đường phía trước phía sau, tại vì nhìn thấy hoang sơ với thấy đẹp quá. Rồi đi tiếp. Trong chuyến đi này mình thấy rất là nhiều bạn cũng đi đến đây bằng xe máy nhiều lắm. Mình thấy chủ yếu cũng là những người ở thành phố hoặc là những người ở tỉnh Pleiku lên. Xin lỗi, ở tỉnh Gia Lai lên. Đây, cổng chào Măng Đen đó mấy bạn. Thì đến đây là coi như là tới Măng Đen rồi đó. Đó, cũng có nhóm bạn trẻ đứng phía trước chắc cũng chờ đồng đội lên. Thì mình tới đây mình dừng xe mình cũng chụp hình chút chút rồi sau đó mình mới đi tiếp vào sâu bên trong để mà đến chỗ hành hương Đức Mẹ. Và bây giờ mình tiếp tục đi trên cái tuyến quốc lộ 24 là mấy bạn đang thấy á. Thì tuyến này nếu mà chúng ta đi thẳng liên tục á, thì nó sẽ dẫn ra địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Thì trên đường đi quốc lộ 24 này mình cũng ghé qua chỗ tượng Đức Mẹ Măng Đen, cũng kết hợp đi hành hương luôn, tại vì mình cũng là người Công giáo.
Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn biết về địa điểm cũng hành hương cũng rất là nổi tiếng ở Kon Tum. Thì tượng Đức Mẹ Măng Đen theo tường trình của linh mục Du Xê Nguyễn Minh Công á, thì ông được tặng bức tượng Đức Mẹ Fatima do linh mục Lê Thành Ánh tặng. Và sau đó linh mục Công này đã mang tượng Đức Mẹ đến Măng Đen vào năm 1971 bằng trực thăng và để trên một cái trụ đài vị trí y chang như bây giờ luôn á. Tí nữa mình cũng sẽ có hình ảnh cho mấy bạn xem. Và cách cái sân bay dã chiến thời điểm chiến tranh lúc đó là khoảng 2 km. Đó năm 1974, do chiến tranh ngày càng ác liệt cho nên tiền đồn này bị bỏ phế và bức tượng này cũng trở nên bị quên lãng luôn. Và mãi hàng chục năm sau á, khi mà kết thúc chiến tranh á, thì do địa điểm này không có tuyến đường giao thông dẫn đến, cũng không có người cư dân sinh sống, cho nên tượng Đức Mẹ cũng bị lãng quên. Mãi đến năm 1987 á, trong lúc mà thực hiện chính sách mà dùng kinh tế mới, thì những người dân ta đến đây á, thì và cũng phát hiện ra bức tượng này, nhưng mà không có ai để ý coi như quan tâm đến. Và sau đó một người phụ nữ á, đã đứng ra chăm sóc bức tượng này. Nhưng mà đến năm 1987 á, thì không rõ sao mà bức tượng trở nên bị mất đầu và mất đôi bàn tay. Người ta đã phục chế lại tượng Đức Mẹ Măng Đen và đã làm lại gương mặt tượng Đức Mẹ theo hình dáng của người phụ nữ Tây Nguyên, thay vì là theo nguyên bản hồi trước là theo hình dáng là tượng Đức Mẹ Fatima. Còn riêng đôi bàn tay á, là không có phục chế lại được. Người ta cũng không có giải thích rõ được nguyên nhân tại sao hết. Hễ cứ phục chế đôi bàn tay là và một thời gian sau là đôi bàn tay đó bị rụng xuống. Cho nên bây hiện tại bây giờ bức tượng Đức Mẹ là có gương mặt nhưng mà đôi bàn tay lại cục mà không có. Thì nhiều người ta cũng liên tưởng là hình ảnh Đức Mẹ đại diện bảo trợ cho những người mà bị bệnh phong cùi hay là bệnh hiểm nghèo. Và ngày 9 tháng 12 hàng năm được xem là ngày hành hương Đức Mẹ Măng Đen của giáo phận Kon Tum. Thì thường thường rất là nhiều người ta cũng hay ghé đến cái địa điểm hành hương Đức Mẹ Măng Đen này, công viên rất là rộng lớn và cũng rất là nhiều ghế ngồi và cũng nhiều bia đá. Những người mà mang ơn, người ta mang những cái bia đá đến đây, người ta để vào đó. Thì đây là một trong những địa điểm coi như cũng rất là nổi tiếng ở Măng Đen. Thì cái địa điểm đường quốc lộ 24 này á, là sau đó người ta mới được mở rộng ra đến đây để làm tuyến giao thông nối liền giữa Tây Nguyên và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhưng các bạn thấy cái tuyến đường này nó nhìn vẫn còn mang cái nét coi như là vừa mới được xây dựng rồi đó, nên đường nó rất là đẹp và hai bên vẫn còn dang dở những cái coi như là vết tích của cái công trình xây dựng. Thì tuyến đường này đi á, từ chỗ Kon Tum này đi ra đoạn đường á, rất là đẹp luôn mấy bạn. Đó. Như mấy bạn nhìn sâu xuống đó thấy đường làm rất là tốt và mình dừng ở đây chụp hình xíu nha. Thì cái chỗ mấy bạn thấy mình vừa mới quay đầu á, cũng ngay trên tuyến đường này luôn, rẽ vào đây á, là cái đường dẫn đến chỗ hành hương Đức Mẹ Măng Đen. Đi thẳng hết cái đoạn đường dốc này, đoạn này nó khá là dốc, chạy vào bên trong á, chúng ta sẽ đến được cái địa điểm hành hương. Và nó cũng có những cái đường dẫn sâu vào bên trong nữa, thẳng vào như là trung tâm thị trấn Măng Đen luôn á. Nên xe ở đây người ta ghé vào đây rất là nhiều. Và mình cũng giới thiệu thêm một số hình ảnh về địa điểm này nha. Và đây là chỗ tượng đài Đức Mẹ Măng Đen đó mấy bạn. Đó, đúng ngay vị trí mà ban đầu tượng đã được đặt luôn từ hồi 1971. Đây là khuôn viên bên trong cũng rất là rộng rãi và cũng có nhà nghỉ chờ rồi bãi đậu xe, đổ xe cho xe hơi hay xe máy gì cũng rộng lắm. Và sau khi nghỉ trưa thì tầm khoảng 12:40 á, thì mình tiếp tục đi dọc theo quốc lộ 24 này để mà tham quan đèo Phiêu Lắc nối giữa Kon Tum và Quảng Ngãi. Thì đến đây mình cũng xin kết thúc video ở tập 2A này. Các bạn cũng xem tiếp tập 2B về đèo Phiêu Lắc và chặng đường từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn.
Như các bạn thấy thì tuyến đường 24 này đó, cái đoạn này là vẫn còn nằm ở chỗ băng đen chạy ra đó, chỗ tượng Đức Mẹ luôn. Các bạn thấy cái tuyến điều kiện giao thông ở đây nó cũng rất là tốt hơn, càng sâu vô trong thì càng đẹp. Nhưng mà từ cái khúc giữa gần mà ra đèo Lắc chưa đi thì cực xấu luôn á, mình không có quay cái đoạn đó. Ừ, là đường nó cực xấu luôn, mà cái tuyến đèo Đưa Lắc thì thấy chưa có được đầu tư tốt nhiều cho lắm. Thì trong cái tập kế tiếp mình cũng sẽ nói về cái đường đường đèo cung đường này ha, cũng là một trong những cung đường nổi tiếng do các vật thủ muốn chinh phục á. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và xin các bạn hãy like đăng ký kênh của mình nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp đèo Đưa Lắc và chặng đường của thành phố Cần Thơ. Lần nữa xin